Dũng xin chào cả nhà. Hôm nay là vào một buổi học nữa, Dũng đang hướng dẫn cho một bạn ở đây hát bài Mưa trên phố Huế mang âm hưởng Huế, âm hưởng miền Trung, âm hưởng Huế. Bài này đang hát ở trong Si Giáng Trưởng thì chắc đây là clip quay về 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 âm hưởng Trung Bộ mà chính xác là Huế, để cho các bạn tham khảo buổi hướng dẫn của Dũng, cũng như là các bạn có thể rút một chút kinh nghiệm nào đó để thích dân ca hay là âm hưởng dân ca từng vùng miền một cho mình nhé, các bạn cùng tham khảo nhé. Bây giờ em vô từng câu nha em. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Lại từng câu em nhé. Hay. Rồi là em ở đây Giang này, Giang này, kiếp Giang, nó đang bị bén lên trên khoang khoang mũi, nó bị bén mũi này, em nghe lại từ Giang của mình nhé này. Kiếp Giang, Giang hơi lên mũi, còn đây là kiếp Giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài. Là Giang cái âm thanh hồi nãy có mới tập Sâu xong. xuống Hai kiếp Giang đây em, kiếm không, từ chữ kiếp là sai này. Rỗng này, thả lỏng này. giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Đây, ok. Âm hưởng Huế thì các bạn cần phải để ý là mưa sao vẫn, Huế là vẫn rơi rơi. Đây là cần đúng âm hưởng Huế một chút nha. Mà mưa sao em. Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ Từ đầu lại tiếp nha. Cái chỗ kiếp Giang em hay bị bén lên trên mũi, tại bị đẩy cái âm thanh lên tại trên vì này. tại vì cái chữ kiếp để mà giữ nó hơi khó đúng Từ trên này này, không? kiếp nha, từ chỗ kiếp Giang lại nha. Em nghe này. Kiếp bình thường này. Kiếp giang hồ Ok, còn đấy là kiếp Giang bén lên trên trên mũi, khoang mũi hết rồi. Hay. giang hồ không bên đời, Đợi có lấy được thì cho nó sẽ hay hơn nha. không bên đời đời Đợi. đời Ok, kiếp Giang một lần nữa em. giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng. Cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nương đèn sông Hương đầy tình đã xa, gió mưa buông ngoài vắng lẻ ngắm dài. Một lần nữa, ngày chia tay này em này. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy. Hay, bạn nào. Ngày chia tay Chia tay bé lên trên hồi Giang. Chia đây hơi lên xoang mũi để em nghe này. Ngày chia tay, ngày chia tay hôm nào còn đây chữ đây cũng ở đây. Hôm Hôm nào nào còn còn đây, đây. điều tiết cái hơi mà hồi nãy con nói với em đều chưa, còn không nó bén lên mũi nha nè, đây đè lên mũi rồi. Ngày chia Chia tay tay hôm nào còn còn đây, đây. Đúng rồi, còn đây một lần, nó hai chữ thôi nè. còn đây, nước trên sông Sông Hương Hương còn còn đây, tình đã cho lên lắm nè, tình đã xa, tình đã xa. đã xa Hay.
bạn. Tình đã xa, gió mưa u hoài, mắt lệ ngắn dài. Sao có căng không? Hơi căng căng, tức là khi nào hơi hơi căng căng thì nó sẽ chưa được hoàn toàn chính xác. Em nghe nhé. Chiều này, chiều mưa ở lên trên. Mưa. Còn bình thường đây này, chiều cũng ở đây. Chiều mưa trên kinh đô Huế. Chiều mưa trên kinh đô Huế. Được một cái khoang kết nối với nhau không em? Tiếng mưa cần được hè. Cái này rất là khó các bạn ơi, nếu mà hát mà thúc vào một điểm âm thanh thôi sẽ không có âm thanh, sẽ không có đẹp này. Tiếng này, nguyên một cái hệ thống âm thanh kết nối các khoảng vang này. Tiếng mưa còn ngân dài vút nhỏ được này. Tiếng mưa còn vương kỷ niệm. Hay. Tiếng còn vương kỷ niệm. Ok. Ngày quen nhau dưới chân thềm mù, em còn nhớ không? Lấy cho nó tới cái chữ nhớ này. Nhớ không? Được một là như thế, hay là em còn nhớ không? Nhớ không? Đó, đã luyến thì luyến cho tới nơi nha. Ừ, luyến tới nơi còn đừng nửa vời thì nó cảm giác chưa đủ độ luyến. Luyến thì nên luyến nhiều vào chút xíu ha. Ừ. Ngày quen nhau đi em. Hai, ba. Ngày quen nhau dưới chân hiên mù, em còn nhớ ba chữ qua bén lên mũi ba đây anh ạ. À, khi mình qua qua đông ba chờ đông ba khi mình qua đợi xuống đây nghe âm thanh nó xốp hơn đúng không? Nó xốp, nó có độ nghe kỹ, nếu mà mình có cảm nhận chính xác là cảm giác cái âm thanh nó có chiều sâu và nó xốp âm thanh, nó nhẹ nhàng cho mình hát luôn. Em lại nhạc y chang chữ giang của em, lại bén lên mũi nhá. Em nghe này. Chợ đông ba khi mình qua. Đã lấy chữ qua thì lấy cho nó nhanh này. Khi mình qua. Đó, ok. Khi mình này. Khi mình qua. Lá mẹ bay 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 là đà. Chợ đông hai. Chợ đông ba khi mình qua. Bay bay là chiều thiên tha, có em bên mình mà ngờ hôm qua. Hơi căng, sốt đâu. Hơi khó là đặt cái kiểu thì nó lên, mà nó luyến. Ơi này, em nghe. Chứ chắc mình luyến nhiều chứ. Em nghe này. Hơi khó như này. Họ ơi ơi họ. Đó, sốp họ. Một cái chiều dài của nó đó em. Đáng cân đối nha. Chữ họ được tiếng căng kìa. Họ. Hơi căng. Họ này, họ đây. Họ. 2, 3, 4 nè. Họ ơi, 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 chiều hơn cái lái nữa thì tốt nha Đàn. Ơi hò này. Chiều mưa phố. Và hơn nữa. Lặp lại hai lần này. Chiều mưa phố.
chiều mưa phố một lần nữa chiều mưa này là được đó là lo bắt được cảm giác một cái thì cảm thấy thoải mái đó không, còn nó không bắt được hát rất là cực luôn, hát dùng sức lắm. Các bạn nghe tiếp nha, chiều mưa em hai chiều mưa phố xưa u buồn có ai mong đợi một người biển biển mà nơi vô chữ mà phố hồi nãy đưa vào ba cái chữ cuối. Nó nhằn quá cũng hơi từng chữ nha, từng chữ cuối này, cái chữ cuối này không là dễ bị tắt này. Biêng biệt mà nới mô này để này. Để nhớ với thương một người. Nhớ. Đúng rồi, nhận được cái quan trọng là rồi, đừng có nâng lên nha, đừng có nâng lên. Thương. Đâu nè, này thương này. Thương một người. Để nhớ với thương nha. Nghe nó đơn giản, nghe nó nhẹ nhàng nhưng nó không hề là đơn giản để mà dễ hát đâu, nó rất là khó. Một người đi em. Hai, ba, một người nè. Một người biển biển mà nơi bố. Để nhớ nha. Thật ra cái này mình có thể mình lên nửa tông nó cũng được, nhưng mà cái đầu tiên phải cho nó chính xác trước đi, sau mình sẽ lên tông nó sẽ sáng nhẹ hơn một chút nha. Một người này, một người đi tiếp em. Hai, một người biết biệt mà nơi mô để nhớ. Sai này. Nhớ không, vẫn sai. Từ cái khúc đầu nó phải xốp luôn, chính xác là để nhớ. Để nhớ với. Đúng rồi, nhớ, đúng rồi. Một chữ một lấy hơi cho nó thoải mái để cảm giác nha. Để nhớ. Rồi, với nào. Với. Thương thúc vào đây. Chưa kịp đem xuống. Đây là bạn đã bị bẻ là ra sau này các bạn này. Là bạn đã phát âm thương là đang thúc cái chữ thương âm thanh vào đây, còn người ta là thương nó trải dài nguyên một cái khoang âm thanh kết nối lồng ngực, cổ, khoang miệng, các xoang này cùng một lúc kết nối hệ thống nó với nhau phát ra âm thanh thì mới được. Cái quan trọng là khó ở cái đó này. Thương một đó, chứ còn thương là đang thúc vào một điểm nó bị cứng trước rồi. Hay thương này. Thương một người. Lại nhá, được đó, làm chậm được. Thương đi em, nào, thả lỏng ra nào. Thương một em, phát âm cần thần chữ một, người Huệ phát âm chữ một, không phải mồm nha. Một đống cái rập quá. Chữ một ở người Huệ phát âm là thành chữ ô ô cờ ốc, một. Một. Một người biêng biệt mà nới mô để nhớ. Vậy thương một người, một. Với thương một người. Nhớ với thương một người. Căng đấy. Không sao hết, nói chung là cần thời gian để luyện tập rất nhiều. Chữ đúng, chữ sai, chữ đúng, chữ sai. Đúng rồi. Cái bài này thật sự đi từ các bạn thấy thật ra nghe sơ qua giai điệu Huế thì nghe nó êm đềm đúng không, nhưng mà rất là khó hát để cho nó. Ở đây thực ra mình chưa có nói về cái việc mà xử lý về cảm xúc hay gì đó nhiều, tại vì các kỹ thuật của bạn ấy đang còn bị cứng nhiều lắm, do đó mà khi mà chưa được á, rõ ràng hát là bị tắc tiếng lên cao, nó bị gồng khó chịu, nên là cần chỉnh sửa những cái các cái kỹ thuật âm thanh trước, sau đó rồi bắt đầu đến phát âm, âm hưởng Huế. Bạn phát âm cũng tương đối, nhưng mà một số từ nữa
tinh tế hơn ở âm hưởng Huế thì vẫn chưa được chính xác lắm. Sau đó thuần thục xong hết rồi bắt đầu thì lúc đó là mới nói về xem vào cái việc xử lý cảm xúc ra sao để cho nó mềm mại nữa. Thì đây là clip quay đầu tiên về hướng dẫn về hôm bữa là âm hưởng Nam Bộ rồi bây giờ là âm hưởng trung độ bộ mà cụ thể là Huế, và mai mốt sẽ có clip về âm hưởng Bắc Bộ thì các bạn cùng đợi và đón xem nha. Các bạn thấy hữu ích thì đăng ký, like và chia sẻ kênh của Dũng nha. Dũng xin được chào các bạn và hẹn gặp lại.